mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Người dân trên khắp cả nước cùng chào đón năm mới 2023 bằng màn đếm ngược, sôi động và tận hưởng bữa tiệc pháo hoa rực rỡ với nhiều hy vọng về một năm mới tươi sáng. Đúng 12 giờ, nhiều tỉnh thành phố đã chào đón năm mới 2023 bằng màn bắn pháo hoa bông rực rỡ, thu hút hàng nghìn người dân tham dự chiêm ngưỡng, đón chào một năm mới. Biển người ở các quảng trường vỡ òa trong tiếng hô vang chúc mừng năm mới, chúc cho dịch bệnh được đẩy lùi, kinh tế phát triển, người dân hạnh phúc, ấm no. Đây là màn bắn pháo hoa đón giao thừa đầu tiên sau đại dịch Covid-19. Người dân ai cũng phấn khởi, cầu mong những điều tốt lành cho năm mới. Pháo hoa được bắn lên trời mang theo niềm tin, hy vọng của người dân về một năm mới 2023. Thưa quý vị và các bạn, chào đón năm mới 2023, khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới. Điểm nhấn, sự kiện đếm ngược chào đón năm mới và màn bắn pháo hoa mãn nhãn cùng với giai điệu quen thuộc Happy New Year vang lên như một lời chúc mừng năm mới đầy trọn vẹn. Cùng với sự kiện trên, tại khu đô thị Eco Park đã diễn ra các lễ hội văn hóa, hội chợ quê bày bán những đặc sản địa phương, đồ thủ công, hàng tiêu dùng v.v. Ngoài ra, cư dân và du khách còn được hòa mình vào bản giao hưởng mùa xuân bên công viên Hồ Thiên Nga, đại công viên lớn nhất của khu đô thị, du xuân, chơi trò chơi văn hóa dân gian cùng với những hoạt động gần gũi thiên nhiên như cắm trại ven hồ, treo thuyền, dạo bộ giữa rừng cây. Tại đây cũng đã diễn ra sự kiện quy tụ các ngôi sao hàng đầu đến từ nhiều nền văn hóa, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc. Thời khắc chuyển giao sang năm 2023, những công dân nhí đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. Bé gái Vũ Ngọc Hân, nặng 2,8kg là công dân nhí đầu tiên chào đời vào thời khắc chuyển giao sang năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tại phòng đỡ đẻ 2, khoa đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vào thời điểm chuyển giao sang năm mới, có 12 sản phụ chuyển dạ chờ sinh. Trong thời khắc đón năm mới, bệnh viện đã chuẩn bị nhiều món quà để chào đón những công dân đầu tiên của năm 2023. Liên đoàn Lao động hai huyện Văn Giang và Văn Lâm vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 cho đoàn viên công đoàn công nhân lao động trên địa bàn. Tại chương trình Tết Sum Vầy, Liên đoàn Lao động huyện Văn Giang đã phối hợp với một số ngân hàng trên địa bàn huyện trao trên 100 suất quà với tổng trị giá gần 67 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình Tết Sum Vầy, huyện Văn Lâm đã trao 20 phần quà Tết cho 20 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, một suất quà trị giá 700.000 đồng, thăm tặng quà cho 22 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hơn 200 công nhân không về quê ăn Tết. Có 49 đơn vị chi hỗ trợ hơn 12.500 trường hợp với kinh phí gần 3,8 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bố trí gần 150 chuyến xe đưa đón 3.500 lượt công nhân cùng gia đình ở xa về quê ăn Tết với trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Còn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão, nhưng đến thời điểm này, làng đào Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã nhộn nhịp khách hàng đặt mua. Một số hộ đã bắt đầu đánh cây đào lên chậu, trưng bày phục vụ khách hàng và người dân đến tham quan chiêm ngưỡng tìm mua. Năm nay, làng đào Phú Đa có trên 5.000 cây đào cảnh. Tại các vườn đào, những cây đẹp đều đã được các khách hàng đến đặt mua hoặc thuê. Giá trung bình 5 triệu đồng một cây, một tháng, kể cả công vận chuyển. Giá bán trung bình trên dưới 10 triệu đồng một cây. Cây to, thế đẹp, có thể có giá vài chục triệu đồng. Năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4, qua đó đã đạt kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tỉnh Giang. Tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 71.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có trên 33.000 hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 50%. 6 tháng cuối năm 2022, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trung bình đạt gần 58%, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm tỷ lệ 99,6%. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để tu sửa tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Trong đó, huyện làm chủ đầu tư 5 dự án với tổng số vốn gần 15 tỷ đồng, cấp xã đầu tư 15,5 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu như di tích nhà lưu niệm bà Đoàn Thị Điểm, đền và lăng Phạm Công Trứ giai đoạn 2, cải tạo nhà quản lý, khu hồ tưởng niệm và hệ thống thoát nước di tích khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình,
Bên cạnh đó, huyện đang xây dựng kế hoạch sửa chữa một số chùa, đền, đình đã xuống cấp với kinh phí dự kiến là 32 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, đóng tiếp bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia và được giao thẻ bảo hiểm y tế tận nhà. Ngày 21 tháng 11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình đăng ký, đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia theo quyết định số 3510/QĐ-BHXH. Quy trình này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Theo quyết định trên, những trường hợp chỉ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế bao gồm tham gia lần đầu, đóng tiếp bảo hiểm y tế, thay đổi đối tượng từ nhóm khác sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình có thể thực hiện thủ tục đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia. Vì vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân có thể ngồi tại nhà truy cập cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế và đóng tiền bảo hiểm y tế mà không cần trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm y tế hoặc các đại lý làm thủ tục. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, 4 luật có hiệu lực thi hành gồm luật kinh doanh bảo hiểm, luật cảnh sát cơ động, luật sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ và luật điện ảnh. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2012 thay thế luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010. Luật cảnh sát cơ động thay thế pháp lệnh cảnh sát cơ động năm 2013. Luật sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa 15 thông qua vào kỳ họp thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2012. Luật điện ảnh năm 2012 kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với luật điện ảnh năm 2006. Công an huyện Phù Cừ vừa phối hợp với công an xã Minh Tiến phát hiện một nhóm học sinh có hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ. Đó là Bùi Văn Hiến, sinh năm 2007, trú tại thôn Kim Phương, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Quá trình làm việc, đối tượng tự nguyện giao nộp 21 vật hình trụ có nhiều kích thước khác nhau, tổng khối lượng 10,45 kg. Qua giám định sơ bộ xác định là pháo, loại pháo nổ. Hiến khai nhận đã cùng Trần Tiến Đạt và Vũ Anh Tuấn, cùng sinh năm 2007 ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, là học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phù Cừ, đặt mua nguyên liệu và học cách chế tạo pháo nổ trên mạng rồi tự chế tạo sản xuất pháo tại nhà với mục đích bán cho người có nhu cầu. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Các đầu bếp của Italy mới đây đã cùng nhau chế biến chiếc bánh mì truyền thống dài đến hơn 17 mét và đây được cho là chiếc bánh mì Italy truyền thống dài nhất trên thế giới. Tại hội chợ thực phẩm vừa được tổ chức tại thành phố Catania trên đảo Sicily ở miền nam Italia, 20 đầu bếp đã cùng nhau chế biến chiếc bánh mì Scacciata dài 17,15 mét, rộng hơn 30 cm. Hiệp hội đầu bếp cho biết đây là chiếc bánh mì Scacciata dài nhất thế giới và đang trình lên tổ chức kỷ lục thế giới Guinness để được công nhận. Sau khi hoàn thành khâu đo kích thước bánh, các đầu bếp đã chia bánh cho những người tham gia hội chợ cùng thưởng thức. Scacciata là món ăn đường phố nổi tiếng trên đảo Sicily của Italia, bao gồm bánh mì dẹt giòn, ăn kèm với thịt nguội, bơ, xúc xích và rau củ quả theo mùa. Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, giải đua ngựa lần thứ 16 của Maroc dự kiến sẽ trở lại vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. Sự kiện này nhằm mục đích làm nổi bật nghệ thuật cưỡi ngựa như một phần thiết yếu của di sản văn hóa Maroc. Sự kiện này là dịp để ban tổ chức kỷ niệm một lần nữa việc cuộc đua ngựa truyền thống tại Maroc được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, 2 năm sau khi Maroc nộp hồ sơ đăng ký. Nghệ thuật cưỡi ngựa cổ xưa và truyền thống tại Maroc có từ thế kỷ thứ 16. Nó thường được biểu diễn trong các dịp lễ kỷ niệm, đặc biệt là đám cưới. Triển lãm đèn lồng dự viên thường niên vừa được khai mạc tại Dự Viên, khu vườn mang tính biểu tượng của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là một trong những sự kiện chào mừng năm mới được mong đợi nhất trong năm ở đất nước vạn lý trường thành. Triển lãm đèn lồng Dự Viên năm 2023 bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 và sẽ kéo dài trong 52 ngày nhằm chào mừng năm mới 2023 với con vật biểu trưng là thỏ ngọc. Ban tổ chức đã trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng đèn lồng tại Dự Viên và thu hút người dân cùng du khách đến thưởng lãm. Các tác phẩm mô phỏng nhiều sinh vật huyền thoại từng được đề cập trong Sơn Hải Kinh, tác phẩm kinh điển về văn hóa, địa lý và những câu chuyện thần thoại của Trung Quốc có từ hơn 2.000 năm trước.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.